Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi One Piece Game. Rồi, game này bữa giờ mình cày rất là nhiều để ráng kiếm chát quỷ của ông Ngũ Lão Tinh cho anh em xem. Mà khó quá anh em ơi. Tại vì cái điều kiện để đánh được con boss Ngũ Lão Tinh thì chúng ta cần phải full 10.000 điểm hết. Ở đây thì anh em thấy mình cũng gần đủ rồi nè. Điểm chát quỷ 9.800, điểm Haki 9.900. Có cái điểm súng này mới có 8.100. Trời ơi, cày lên 10.000 chua lắm anh em ơi. Mà thôi, cái này để từ từ tính tiếp. Hôm nay thì mình sẽ đi thức tỉnh chát quỷ Pika lên V3 cho anh em xem. Chiêu thức phải nói là cực kỳ kinh khủng nha. Chiêu đỉnh lắm. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu mà dùng để thức tỉnh lên V3 hết trơn rồi. Bây giờ chỉ có việc là ăn chát quỷ vào thôi anh em ạ. Gặp cái con NPC người kinh doanh nè. Để xóa cái trái Yami mình đang sử dụng nha. Theo mình nhớ không lầm, ngoài cái trái Pika này ra thì còn cũng vài chát quỷ có thể thức tỉnh lên V3. Chiêu cực kỳ hay luôn. Trong thời gian này để rảnh rảnh mình cày thức tỉnh cho anh em xem. Rồi, ăn vào nha. Trái Pika của mình thì hiện tại mới có V1 thôi. Để xài chiêu cho anh em xem trước rồi mình sử dụng cái cuốn để thức tỉnh lên V2. Chiêu của V1 thì nó rất là cùi anh em ạ. Nhưng mà chỉ cần anh em lên được V2, V3 là cái sự khác biệt nó rất là lớn luôn. Chiêu đỉnh cực kỳ. Đây là bay nè. Anh em nhìn cái tia sáng đi. Rất là nhỏ nha. Do là V1 mà. Đây là cái chiêu bắn ánh sáng liên hoàn anh em ạ. Tới chiêu ép luôn. Nhìn sơ thì anh em cũng có thể thấy nhân vật của mình đá ra một cái tia ánh sáng thì phải. Sử dụng lại nè. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái cuốn thức tỉnh V2 ra. Cái cuốn này thường nếu mà anh em muốn sở hữu thì phải đi đánh con boss Kizaru anh em. Hình như là vậy. Rồi xong. Bây giờ bộ chiêu thức đã được thay đổi nha. Đầu tiên là cú đá ánh sáng. Chiêu quy á nè. Nhìn đẹp hơn V1 liền phải không? Nó phải có sự khác biệt. Nhưng mà cái V2 này mình cũng chưa thích lắm đâu nè. Mình thích V3 thôi. Còn đây là cái chiêu E nè. Có tên là Rùi Pika. Anh em thấy cũng có khác biệt với lại chát quỷ Pika V1 không? V1 cái chùm ánh sáng có nhỏ xíu à. V2 thì nó to hơn được tí. Tới chiêu NR đi. Chiêu này thì nhân vật của mình sẽ móc ra một cây kiếm ánh sáng anh em ạ. Nhưng mà sao kiểu nhìn hơi chán. Móc ra chém cái nhẹ xong cất vào anh em ạ. Xài lại nè. Đó, chỉ vậy thôi. Có thể là mình nghĩ phải có quái hay là boss gì á để mình xài thì nó sẽ ra chiêu hay hơn. Nhưng mà thôi kệ đi anh em ạ. V1 với V2 chủ yếu là mình xem sơ qua thôi. Chủ yếu là V3. Đây là cái chiêu bắn là những cái hạt ánh sáng nè. Nhìn hiệu ứng cũng đẹp hơn là cái chát quỷ Pika V1 nhiều. Chiêu cuối luôn. Thường những cái tựa game khác mình hay gọi chiêu là gương ánh sáng anh em ạ. Tại vì nó sẽ biến thành một cái tia sáng và bay qua những tấm gương. Ok, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cuộn thức tỉnh V3 nha. Cuộn này bình thường nếu mà anh em muốn lấy hình như là phải đi cái ải đánh con boss Kizaru ở bên biển 3 thì phải. Rất khó nha. Nhưng mình thì không cần phải đi đánh anh em ạ. Lúc trước mình có mua được từ trong cái cửa hàng trứng, cái sự kiện của game á. Nên tính ra mình cũng không có cần cày cuốc nhiều để thức tỉnh cái trái Pika lên V3. Trời ơi, sao chiêu nhiều quá vậy. Anh em nhìn nè. Đúng là V3 có khác. Đầu tiên là cái chiêu lít chuột nha anh em. Có cả lít chuột. Để mình sử dụng cho anh em xem nè. Trời ơi, nhìn hay không. V3 nó phải như thế nè mà. Đẳng cấp khác hoàn toàn với lại V2 với V1 luôn. Trời ơi, nhìn thì bớn đảo quá anh em ơi. Pika V3 nó có lướt với lại ghép bô nhìn hay lắm nha. Đây nè.
chí là hiệu ứng ghép vô nó cũng khác với lại bình thường luôn. Rất đỉnh đó anh em ạ. Đẹp thực sự. Đây đây, để mình sử dụng lướt về phía trước cho anh em xem. Nhanh không? Nhanh như một tia sáng. Nó phải như thế anh em ạ. Xịn thực sự. À, tới xài cái chiêu quy đi. Để coi như thế nào. Ủa? Vậy là phải có quái rồi anh em ơi. Chắc là mình sẽ đi qua cái đảo nào có quái á, rồi sử dụng chiêu cho anh em xem nha. Tại vì không có quái ở khu vực này nên mình nhấn chẳng có gì xảy ra cả. Kiểu là như thế. Cái hòn đảo phía trước này cũng được, nhưng chỉ có điều là quái nó không được mạnh thôi. Kệ đúng không ạ? Anh em thấy chưa? Có quái là xài được ngay. Nhìn cũng rất rất là hay luôn. Trời, đánh xa dữ vậy. Mình đứng đằng đây mà mình chỉ qua bên kia nó bay lẻo đánh vẫn được anh em ạ. Hay đấy. Chiêu E nè, có tên là chùm sáng. Ủa sao nhìn khá là đơn giản vậy? Kiểu như là bắn ra một cái tia sáng thôi. Mà mấy con quái này yếu quá, đụng cái chết anh em ạ. Để hồi mình kiếm con boss nào cho châu á test đam. Tạm thời ở đây xài cho hết chiêu đi. Tuy là nhìn đơn giản nhưng mà cái chiêu bắn ra cái tia sáng này á, nó hồi liên tục anh em ạ. Đó, bắn được hoài luôn. Tính ra cũng ngon. Chắc xài tới cái chiêu R đi nha anh em. Để coi có gì lợi hại. Ủa cái gì vậy? Hình như là cũng bắn ra một cái tia sáng phải không? Nhưng mà cái tia sáng này trúng là nó sẽ phát nổ ra anh em ạ. Nó như như cái chiêu E vậy á. Nó chỉ khác ở cái chỗ là có phát nổ thôi. À, tới chiêu F. Nhìn vào thì mình cũng biết đây là một cái chiêu bay. Có tên là tốc độ ánh sáng anh em ạ. Trời ơi, nhanh dữ thần luôn á. Hiệu ứng thì chắc chắn hơn V1 với lại V2 rồi. Đó là cái chuyện hiển nhiên. Đúng là trái ánh sáng à. Bay nhanh thực sự. Rồi, chiêu này thì cũng không có gì coi nhiều anh em ạ. Tới chiêu nhân bản ánh sáng. Wow, đẹp nha. Sẽ tạo ra rất là nhiều cái phần thân ánh sáng luôn. Và nó sẽ bắn một cái tia sáng vào chính giữa. Trời ơi, chiêu này đỉnh vậy. Mà nó hồi nhanh nữa anh em ạ. Đây nè, sử dụng liên tục luôn á. Không, nhưng mà hình như mình để ý nha. Trái Pika này chiêu nào cũng hồi nhanh hết á. Trời ơi, mình khá là thích cái chiêu nhân bản ánh sáng này luôn á. Được anh em ạ. Ngoài ra thì còn hai chiêu nữa. Đó chính là cái chiêu U với lại chiêu Y nè. Trời ơi, lắm chiêu thức thực sự. Để mình xài thử. À, chiêu này mình nghĩ lại phải cần có quái hay là boss gì đó mới sử dụng được. Mình nghĩ chiêu này rất là ghê nha. Tại vì thường những cái chiêu cuối á, nó sẽ mạnh hơn là những cái chiêu đầu tiên rất rất nhiều. Bay qua cái hòn đảo có quái nào. Trời ơi, bay cái vèo là tới nữa mà. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Xài chiêu U. Trời ơi, cái chiêu này hay nha. Anh em nhìn nè. Quá đỉnh luôn. Nếu mà tính ra đây là cái chiêu hay nhất luôn còn gì nữa. Bay đấm đá rồi xài chiêu các kiểu. Bên đây có con boss Luxy nè. Người sử dụng các quỷ báo đốm á. Mình sẽ xài cho một chiêu U. Để coi có bay màu hay không. Nói chung với sức mạnh hiện tại của mình á, thì bên biển 2 này mấy con boss mình tiêu diệt dễ lắm. Cái này là chưa gồng Haki nữa nha. Mình nghĩ chắc là tiêu diệt được. Đó, bay màu liền. Trời, cái chiêu U này quá đỉnh đấy em ơi. Xài đã cực kỳ. Còn có boss nào nữa không? Ra đây mình cho một chiêu bay màu luôn. Ủa, chỗ này có boss hả? Xài đại mà cũng tiêu diệt được cái con gì đó nè em. Tới chiêu Y nha.
có tên là gia tốc là sức mạnh. Kiểu như biến thành một cái tia sáng lao về phía trước phải không? Xong bay ngược lại. Cũng hay đấy, nhưng mà không hay bằng cái chiêu U. Chiêu U là hay nhất rồi. Đúng là V3 có khác anh em ạ. Đỉnh thật sự. Hiện tại là mình mới qua biển 3 nha. Bên đây thì có những cái con boss châu bò hơn, để cho chúng ta thử chiêu, thử đam đồ các kiểu. Chắc là đánh cái con boss là Pika đi. Boss này ở trong phim mình nhớ không lầm là nó rất là to nha. Trong cái phần cốt truyện mà Luffy đấu lại Mingo á, trong game này á, đánh con boss Pika này hình như là có thể nâng cấp Haki full body luôn nha. Mình hiện tại là nâng cấp được 1-2 tầng rồi, nhưng mà nó chưa có full được anh em ạ. Bây giờ thiếu gem. Con này thì đánh dễ thôi, không có gì khó. Với sức mạnh hiện tại của mình tiêu diệt cũng easy. Rồi, đầu tiên thì sẽ gồng giáp của Zerma 66 lên cho nó tăng đam anh em ạ. Rồi gồng chân lửa đồ các kiểu Haki lên. Đánh với con boss này là phải gồng hết anh em ạ. Đấy, nhìn ngầu chưa? Nhưng mà chưa gồng Haki nên là máu vẫn còn ít. Anh em đợi tí tắt cái nhạc cái. Tự nhiên vào đây cái nó có nhạc. Ê, gồng lộn Haki quan sát anh em ạ. Trời ơi, gồng cái Haki vũ khí cái máu nó lên nè. Game này Haki quyết định rất rất là nhiều nha. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ là chuẩn bị vào tiêu diệt cái con Pika đằng kia thôi. Sử dụng giác quỷ ánh sáng nha anh em. Chứ mình không sử dụng vũ khí hay gì khác. Trời ơi, chém thường thôi mà đam đã như thế này rồi. Anh em nhìn máu của bố nó giảm kìa. Xài chiêu thì cỡ nào nữa. Tới đây. Con boss này tuổi nè mà. Mạnh quá mạnh luôn á. Đúng là chát quỷ V3. Cái chiêu nhân bản ánh sáng đam to ghê chưa nè. Đánh một lần con boss cả khúc máu luôn chứ giỡn đâu nè. Còn đây là chiêu U. Chiêu này được cái là mình nhìn thấy nó hay á nè. Bay đánh đấm đá đồ các kiểu. Nhưng mà hơi tốn thời gian để thi triển. Trong lúc mà ngồi chờ nhân vật nó bay đấm đá đồ các kiểu là mình xài những chiêu khác á, mình xài được một đống chiêu rồi. Nhưng mà nói về độ hay thì chiêu đó hay nhất á. Còn nửa cây máu thôi. À, sẵn tiện đây, mình hỏi những cái bạn chơi lâu nha. Cái con boss Pika này đánh có rơi ra cái gì không? Mình đánh rất rất là nhiều lần rồi chả thấy nó rơi ra cái gì cả. Chủ yếu là bình thường mình vào đánh chơi, với lại đi nâng cấp Haki lên full body á. Mà đánh hoài chả thấy có rơi ra cái gì cả. Nên mình mới thắc mắc hỏi anh em thử. Còn có xíu máu rồi anh em ạ. Xài thêm vài chiêu nữa là xong. Cùi bắp. Được cái là trâu thôi. Mà nó trâu cũng không đúng nào. Con này chưa trâu lắm đâu. Bên biển 3 có những cái con boss. Trời ơi, nó trâu kinh khủng luôn. Mình đánh nửa tiếng chưa tiêu diệt được. Con này là con bình thường đấy. Rồi ok. Nói chung là ngày hôm nay vào chơi cho anh em xem chát quỷ Pika V3. Giờ thì cũng không coi nữa. Chắc mình sẽ kết thúc video luôn. Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em. Còn rất là nhiều chát quỷ V3. Để mình ráng kiếm mấy cái cuốn thức tỉnh đó, rồi quay clip cho anh em xem.